chào mừng các bạn quay trở lại với Cho Lai Channel. Ở trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu một cái chiếc súng đồ chơi dành cho trẻ em. Một chiếc súng rất là nhỏ như thế này ở trên mình đang cầm trên tay. Đây là một chiếc súng, nó có cái dạng thiết kế là súng lục và bắn từng viên một. Tuy nhiên thì chiếc súng này nó sẽ có 3 cái nòng. Đó. Ok, bây giờ chúng ta xem kỹ hơn nhé. Chiếc súng này nó sẽ có 3 cái viên đạn xốp mềm như thế này. Và đầu đạn của nó là nó có cái phần có thể dính vào được mục tiêu các bạn nhé. Bắn ra thì chúng ta có thể dính được vào kính hay là những cái bức tường mà nó phẳng thì dính lại được. Chỉ có 3 viên thôi. Và chiếc súng này thì khá là nhỏ. Đây các bạn này, đây là bàn tay của mình này, rất là nhỏ. Phù hợp cho trẻ em nhỏ, có những cái bàn tay nhỏ thì cầm rất là vừa tay. Có một cái cò đây để bắn này. Và cái đây là cái để nó có thể lên nòng. Và nó chỉ bắn ra cái viên đạn nằm ở trên cái nòng trên cùng như này thôi các bạn nhé. Chúng ta lắp vào đây thì bắn nó mới ra này. Kéo lại và bắn. Đó, rất là đơn giản thôi. Cái súng này thì cái lực bắn đi, cái tầm xa của nó sẽ có thể lên tới khoảng tầm 6 cho đến 7 mét. Cũng khá là ổn, khá là xa rồi. Một cái món đồ chơi phù hợp để dành cho trẻ em chơi. Đạn bắn ra là đạn xốp mềm. Đấy, các bạn cho viên vào đây, nó cò và bắn. Đó, dính chắc lên cái mục tiêu. Đó, rất là xa các bạn nhá. Cái khoảng cách mình đang đứng bắn ở đây tầm khoảng cũng phải 4 mét á. Thì bắn ra đạn vẫn rất là có lực. Đó, găm và dính trực tiếp lên cái bức tường phía đằng kia. Một chiếc súng rất là nhỏ thôi nhưng mà cái khả năng bắn của nó lực đẩy đi mạnh. Cũng ngang ngửa so với những cái chiếc súng mà chạy bằng pin. Nó chỉ khác một điều là nó sẽ bắn từng viên một, còn những cái khẩu súng lớn thì nó sẽ bắn có thể liên thanh được nhiều phát liên tục. Ok, vậy là chúng ta cùng vừa mới tìm hiểu nhanh một cái chiếc súng đồ chơi dành cho trẻ em. Bắn ra đạn xốp mềm. Nó sẽ có 3 viên đạn như này được kèm theo chiếc súng này. Và nếu các bạn muốn chơi nhiều hơn thì chúng ta có thể mua thêm những cái băng đạn như thế này. Đó, thì cũng có luôn các bạn nhé. Ok, thì cái video ngắn hôm nay mình giới thiệu với các bạn về cái chiếc súng này xin được phép dừng lại tại đây. Các bạn lưu ý là tuy là chiếc súng này nó bắn ra cái đạn xốp mềm, nhưng mà chúng ta phải chơi ở những nơi tránh nơi đông người. Và chơi chúng ta chỉ bắn vào những cái bia đỡ đạn hay là bia tập bắn hoặc là những bức tường để đảm bảo an toàn nhất các bạn nhé. Sản phẩm này thì khá là phù hợp để dành cho trẻ em chơi, dưới 10 tuổi chơi thì cũng khá là ok các bạn nhé. Cái súng này đang có hàng sẵn tại cửa hàng Chola Store. Các bạn muốn đặt hàng thì hãy click ngay phía đường link phía dưới phần mô tả của video này các bạn nhé. Và video hôm nay của mình cũng xin phép dừng lại tại đây. Nhớ là subscribe, nhấn chuông để đón xem những video trong lần tới các bạn nhé. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại.